Hi, chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Nếp Chanh và mình là Nếp. Ngày hôm nay thì sau một khoảng thời gian, cuối cùng chúng ta đã trở lại với một video trải bài chung. Thì đối với cái trải bài chung này, mình sẽ sử dụng bộ bài mới Tarot of the Divine. Bộ bài này thì mình đã review chi tiết ở trong cái clip trước rồi, cho nên mình cũng rất là háo hức khi mà được thực hiện cái trải bài này. Và trải bài chung ngày hôm nay của chúng ta, cái câu hỏi của nó, cái chủ đề của nó sẽ là lời khuyên dành cho tháng 9. Mình đã có một cái series khá là đầy đủ, mình cảm thấy là khá đầy đủ và chi tiết về dự đoán tháng 9 cho cái cung hoàng đạo. Tuy nhiên thì mình vẫn cảm giác muốn làm thêm một cái clip nữa về cái tháng 9 này. Thì đối với tháng 9 này á, mình có một cái tự set ở trong đầu mình á, đó là những cái lời khuyên này sẽ dành cho những cái khó khăn mà các bạn có thể là đã, đang hoặc sẽ gặp phải ở trong cái tháng 9 này. Nó sẽ đem đến cho các bạn một số cái giải pháp nào đó giúp đỡ các bạn vượt qua những cái khó khăn trong suốt tháng. Ok, thì nhìn chung thì nhìn qua nhìn lại, nó qua nó lại thì công thông điệp của nó cũng là lời khuyên dành cho tháng 9 của các bạn đó. Thì đây là một trải bài chung, cho nên các bạn hãy lựa chọn những cái thông tin có liên quan đến mình. Nếu như có một cái chi tiết nào nó không phù hợp với các bạn thì đó có thể là câu chuyện của người khác, và đừng đưa ra quyết định quan trọng nào dựa trên các trải bài chung. Nếu các bạn có muốn mình trải một cái trải bài nào đó, hoặc là thực hiện một clip chủ đề hay review một bộ bài nào đó mà mình đang sử dụng, thì các bạn có thể comment ở bên dưới và mình sẽ xem xét và mình sẽ thực hiện nếu mà có thể. Rồi, như mọi khi thì ở đây mình đã chuẩn bị sẵn 4 tụ bài. Trên hôm nay thì chúng ta sẽ chọn đá nha. Ok, đây là tụ bài thứ nhất, viên đá màu vàng. Viên đá này là viên đá mình được tặng kèm khi mà mua cái bộ bài Tarot of Divine vừa rồi. Viên thứ hai là một viên đá màu xanh. Viên thứ ba là một viên màu tím pha trắng, nhìn như thạch rau câu á. Ok, và đây viên đá cuối cùng. Rồi, một lần nữa thứ tự là 1, 2, 3, 4. Với câu hỏi đó là lời khuyên dành cho tháng 9 của các bạn. Bây giờ các bạn hãy lựa chọn một tụ bài hoặc là một cái viên đá nào mà các bạn cảm thấy yêu thích và đón nhận câu chuyện của mình nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với các bạn ở tụ bài đầu tiên. Chào các bạn, ở tụ bài thứ nhất các bạn đã lựa chọn viên đá màu vàng này. Và mình sẽ để viên đá này ở đây. Với câu hỏi ngày hôm nay đó chính là lời khuyên dành cho tháng 9 của các bạn. Chúng ta sẽ cùng xem câu chuyện các bạn có gì nha. Trời ơi đẹp quá, bài lên nhìn đẹp quá. Ý mình là cái bộ bài đẹp. Chứ còn thông điệp thì để xem. Ok, đối với các bạn ở tụ bài này á, thì ở đây mình có một sử dụng một cái lá bài trong cái bộ, một cái bộ bài gọi là bộ lá duyên. Đây là một bộ bài của Việt Nam, tập hợp những cái câu nói hay, những cái câu cái giao vần đại khái như vậy. Thì giờ mình sẽ đọc cái câu của các bạn cho các bạn nghe ha. Các bạn có câu là lợi danh như bóng mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Đó là cái câu của các bạn cho cái tháng này. Thì ở đây á, mình thấy cái câu này nó cũng khá là phù hợp với cái trải bài này. Thì cái trải bài này nó nói về một số bạn mà cái câu chuyện ở đây nó là như thế này. Có thể các bạn ở trong một cái tình huống mà các bạn đã từ bỏ một cái chuyện tình cảm nào đó để các bạn theo đuổi sự nghiệp chẳng hạn, hoặc là để các bạn theo đuổi một cái về cái vật chất nào đó. Thì mình không có phán xét các bạn là sai hay là đúng như thế nào hết, tùy chúng ta thôi.
chúng ta muốn trải nghiệm như thế nào đó là chuyện của chúng ta, nhưng mà khi mà các bạn từ bỏ cái tình cảm đó và các bạn đi theo cái con đường mà các bạn muốn, có thể đây là một cái con đường về vật chất, đây là một cái con đường gì đó nó mang rất là nhiều cái tính thực tế trong cái cuộc sống liên quan đến tiền tài của cải, địa vị, quyền lợi, thì khi các bạn theo cái con đường này, các bạn nghĩ rằng mình sẽ có được cái sự thỏa mãn, mình sẽ có được cái sự ổn. Mà cái tình yêu các bạn hy sinh ở đây nó cũng có thể rất là nhiều dạng, nó không nhất định là các bạn phải hy sinh tình yêu, nó có thể là tình bạn nè, nó có thể là tình gia đình, hoặc có thể đó là tình cảm đối với chính bản thân các bạn. Thì các bạn bỏ qua cái chuyện tình cảm đó, các bạn theo đuổi công việc, nghề nghiệp, danh vọng hay như thế nào đó, thì nó lại mang đến các bạn có thể là một cái kết quả nó không tốt. Ở đây mình cảm thấy cái kết quả nó không có được mỹ mãn như ý, hoặc là khi các bạn bước chân vào cái con đường đó, các bạn phát hiện ra được có rất là nhiều cái thứ mà các bạn không rõ. Ví dụ như các bạn phát hiện ra rằng đó không thật sự là cái con đường các bạn muốn, hoặc là khi các bạn từ bỏ hết tất cả mọi thứ, các bạn quay lưng lại để các bạn tiến đến cái đích đó, thì các bạn lại nhận ra rằng ở bên trong cái chỗ đó là lại ẩn chứa những cái điều mà nó thật sự là nó không tốt cho các bạn, hoặc là các bạn không thích, các bạn không cảm thấy ưng ý với cái chuyện đó. Thì ở đây mình thấy là các bạn đang có thể là trong cái tình huống khá là suy sụp. Ở đây cũng có thể nói về một số cái nhân vật mà các bạn có thể là các bạn vừa trải qua một cái sự thất bại nào đó, liên quan các bạn vừa trải qua hoặc là đang trải qua một cái thất bại nào đó liên quan đến cái vấn đề công việc, quyền lợi, địa vị, danh vọng. Thì các bạn đang ở trong một khoảng thời gian nó khá là mù mờ, có thể là các bạn cũng không biết là mình nên làm gì nữa. Bây giờ mình chọn rồi nhưng mà mình chọn sai, rồi bây giờ mình quay lại cũng không được, hay như thế này như thế kia, các bạn có cái sự bối rối. Thì ở đây á có một cái lời khuyên cho các bạn, đó là ví dụ như mình không có cái chuyện gì trên cuộc đời này mà nó theo như kiểu là nếu mà mình không làm thì chết, nếu mà mình không làm thì không còn con đường nào khác. Luôn luôn có rất là nhiều con đường, bạn có nhiều con đường, nhiều lựa chọn hơn là bạn nghĩ. Có thể cái công ty này, cái vị trí này, cái quyền lợi, cái việc làm này, cái tình huống này là những cái gì mà các bạn rất là thích, nhưng mà khi các bạn chạm tay vào nó thì có thể là các bạn nó không phù hợp, hoặc là các bạn thất bại, các bạn không có đủ, ví dụ không có đủ kinh nghiệm hay như thế nào đó, thì các bạn vẫn luôn có cái cơ hội để các bạn có thể làm lại. Ví dụ như các bạn rẽ sang một cái hướng khác, các bạn làm thêm một cái gì đó khác, đó là tạo bước đệm để các bạn lên cái công việc này. Và nhìn chung á thì thật ra mình thấy ở đây các bạn có một cái sự cố chấp. Thứ nhất là các bạn cố chấp với con đường các bạn đi, thứ hai á là các bạn giống như kiểu là bây giờ mình thất bại xong mình nản, mình không có muốn cái gì nữa, mình không có muốn như thế này thế nào nữa, mình không có muốn cái gì nữa hết, cho nên thành ra các bạn không có nhìn thấy được cái con đường các bạn, cái không nhìn thấy được cái phương hướng. Thì ở đây á, nếu các bạn nhìn nhận cái vấn đề dưới một cái góc độ khác, nếu các bạn chịu buông bớt cái sự mà cố chấp của mình ra, thì các bạn sẽ nhìn thấy rằng á đường nào rồi nó cũng sẽ tới La Mã, rất là nhiều cái con đường để có thể dẫn các bạn đến được cái mục đích mà các bạn mong muốn, hoặc là cái tình huống các bạn nó không có khó đến như mức độ mà các bạn nghĩ. Nếu như á các bạn nằm trong cái trường hợp mà các bạn rớt một cái công việc nào đó, hoặc là các bạn không đạt được một công việc nào đó, thì mình thấy ở đây thật ra các bạn có những cái lời mời khác, các bạn có những cái cơ hội khác, nhưng mà các bạn lại không không nhìn nhận nó, không mở lòng với nó. Cho nên thật sự á là nó không có cái gì mà nếu mà các bạn mất rồi các bạn sẽ không bao giờ có lại được, hay là nếu mà mình mất rồi thì coi như là xong, coi như là chấm dứt cuộc đời này, coi như bỏ. Thì cái đó là không phải. Cho nên mình hy vọng các bạn có thể có những cái nhìn nhận nó thoáng hơn. Và thứ hai ở đây á có một cái yếu tố á, là tất cả mọi điều nó đều chưa có được xác định, mọi thứ nó vẫn còn là liên tục, các bạn sẽ liên tục sáng tạo ra được cái thực tại và cái thế giới, cái cơ hội cho các bạn. Cho nên ngay bây giờ đừng có nghĩ tiêu cực, hãy hướng đến những cái khía cạnh tích cực. Và mình thấy nếu như các bạn có một cái nếu như các bạn đang nằm trong cái trường hợp mà các bạn là một người gọi là quá tham không tiếc việc, lúc nào cũng chỉ biết công việc, thì cuộc sống các bạn đang thiếu cái sự cân bằng, đang rất là thiếu cái sự cân bằng. Và chính cái sự thiếu cân bằng đó nó mang đến cho cuộc sống các bạn rất là nhiều cái sự trúc trắc, trong cái việc mà cuộc sống thật và cái thế giới tinh thần á, cái tiền bạc vật chất và cái tình cảm của bạn á, hai cái yếu tố đó nó đang không có được cân bằng. Và khi mà con người chúng ta là thiếu thốn tình cảm á, giống như là những cái hạt giống yêu thương ở bên trong chúng ta nó không có được tưới nước, nó không có được chăm sóc á, thì nó khiến cái trái tim chúng ta đôi khi rất là cằn cỗi. Và cái trái tim cằn cỗi như vậy, các bạn sẽ thu hút lại nhiều cái trải nghiệm nó không tốt, hay là các bạn sẽ
cảm thấy nhiều cái sự mệt mỏi, nhiều cái sự khó chịu, nó cũng bắt nguồn từ cái việc các bạn không giữ được cái sự cân bằng. Nếu như các bạn có một cái tình cảm nào đó thì mình nghĩ là các bạn hãy dành thời gian vun đắp cho nó. Như mình nói, tình cảm ở đây có thể là bất kỳ loại tình gì, tình bạn, tình gia đình, tình yêu, hoặc là đó là tình cảm đối với chính bản thân mình. Và ở đây mình thấy là các bạn có rất là nhiều lá, cho thấy một cái sự việc là các bạn đang nghĩ là cái tình huống nó tệ, các bạn đang nghĩ là cái tình huống nó không thể nào cứu vãn được nữa, nhưng các bạn sắp nhận được một cái tin tức nào đó, sắp nhận được một cái thông tin nào đó, một cuộc điện thoại hoặc là một cái email gì đó, nó thể hiện cho các bạn biết một cái điều đó, đó là mọi chuyện nó tốt lên, mọi chuyện nó sẽ ổn lên, mọi chuyện nó sẽ có cái hướng giải quyết hết. Và những cái điều này nó chỉ xuất hiện khi mà các bạn đã chịu buông bớt cái sự kiểm soát, buông bớt cái sự cố chấp, buông bớt cái nhìn tiêu cực về cái hoàn cảnh này. Và nhân chung á, cho nên mình gút lại ở đây cái tụ bài này á, là các bạn như mình nói thôi, có thể đã đang hoặc là sẽ trải qua cái tình huống này, thì mình hy vọng là nếu các bạn bất kỳ thời điểm nào các bạn ở trong cái tình huống này, các bạn cũng hãy nhớ giữ cho bản thân cái sự cân bằng giữa cái đời sống tinh thần và cái đời sống vật chất, giữa cái lý trí của mình và cái tình cảm. Và các bạn hãy buông bớt cái sự kiểm soát, đừng có quá cố chấp. Thật ra đến cuối cùng á, cái thứ mà giữ cho cái trái tim các bạn tươi trẻ, cái thứ mà giữ cho nhiều cái năng lượng tích cực nó chuyển động bên trong các bạn á, đó là những cái cảm xúc vui vẻ, đó là tình yêu, đó là những cái giây phút hạnh phúc. Cho nên mình hy vọng các bạn có thể dành thời gian nhiều hơn về khía cạnh tình cảm trong cuộc sống của mình. Ok, và đó là những gì mình nhìn thấy dành cho các bạn ở tụ bài thứ nhất. Mình hy vọng là mang được những cái thông tin có ích dành cho các bạn. Mình chúc các bạn may mắn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tụ bài và hẹn gặp lại các bạn trong những trái bài sau. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với các bạn ở tụ bài thứ hai. Xin chào các bạn, ở tụ bài thứ hai các bạn đã lựa chọn viên đá màu xanh này. Ok, và mình sẽ để cái viên đá này ở đây. Chúng ta sẽ cùng xem coi lời khuyên tháng 9 dành cho các bạn là gì nha. Trời ơi, bộ này đẹp quá. Mình thích cái bộ bài mới quá. Và cái tụ bài này á, thì mình sẽ đọc cho các bạn cái câu, cái bộ này á, cái tên cái bộ này là Lá Duyên. Thì cái bộ bài này mình đã mua từ, mình không nhớ là năm ngoái hay năm kia nữa. Thì cái bộ này nó là một cái bộ bài mà nó tập hợp nhiều cái câu nói hay, và nó có vần điệu, nó được Việt Nam xuất bản. Hình như là một cái ngôi chùa hay một cái, không phải chùa đâu, mà nói chung là mình cũng không nhớ rõ lắm, nhưng mà nó có mang một chút cái yếu tố Phật giáo trong này. Ý là cái nơi sản xuất nó có cái yếu tố đó. Ok, bây giờ mình sẽ đọc cái câu của các bạn nha. Diều vươn cao do ngự chiều gió, nhờ gian khó nên người vươn xa. Đó là cái câu của các bạn. Thì ở đây á, mình thấy cái câu chuyện á, nó cũng, nói chung cái câu chuyện của các bạn nó rất là đơn giản, nó khá là đơn giản dễ hiểu. Dễ hiểu hơn nhiều so với những cái sự đấu tranh nội tâm, những cái việc giằng xé của cái tụ một. Cái tụ này á, các bạn, cái việc này nó có thể là đã diễn ra rồi, đang diễn ra hoặc là chưa diễn ra ha. Mình không có quy định cái mốc thời gian, nó chỉ là nằm trong tầm cái tháng 9 này thôi. Nếu mà các bạn nằm trong cái tình huống của cái tụ này nó như thế này, có nghĩa là các bạn đang làm một cái việc gì đó, rất có khả năng các bạn là những người mới thử việc, mới học việc, hoặc là đang trong một cái giai đoạn mà mình bắt đầu một cái công việc nào đó mới, hoặc là bắt đầu một cái dự án nào đó mới. Và cái dự án này nó khiến cho các bạn rất là hào hứng, nó khiến cho các bạn vui mừng. Và các bạn có thể là các bạn luôn mong mong muốn những cái điều tốt đẹp nó sẽ diễn ra cho cái dự án này. Và những bạn ở đây á, mình cảm thấy là các bạn cũng là một cái người rất là nhiệt tình. Có nghĩa là kiểu như là các bạn nhiệt tình nè, các bạn năng nổ nè, và các bạn mong là cái kết quả nó sẽ đến nhanh nhanh nhanh. Nhưng mà có vẻ như cái kết quả của các bạn nó lại hơi bị chậm. Mình cảm thấy ở đây có một cái sự chờ đợi, có thể là các bạn đã chờ cái việc này lâu rồi, kiểu như như là tại sao lâu như vậy vẫn chưa có kết quả, tại sao lâu như vậy vẫn chưa có ngã ngũ, chưa có một cái gì nó đến hết. Và cái việc này nó đặc biệt nó liên quan đến những cái vấn đề về trong tài chính, hoặc là trong sự nghiệp, hoặc là trong việc học tập của các bạn. Thì mình thấy nó rất là, các bạn kiểu như ngày nào các bạn cũng cũng kiểm tra, các bạn cũng có một cái keep tracking
kinh á, các bạn cứ cứ coi thử là nó như thế nào rồi, đến đâu rồi, nhưng mà nó vẫn cứ lơ lửng đó, và các bạn không biết là lúc nào mình sẽ đến được cái chuyện đó, mình cứ chờ mãi thôi. Và các bạn rơi vào một cái tình huống là các bạn hơi bị nản rồi, các bạn bắt đầu nản rồi, các bạn bắt đầu nghĩ ôi thôi chắc chắc xong rồi, chắc tiêu rồi, chắc chả bao giờ có kết quả tốt đẹp đâu, chắc là người ta loại mình rồi, người ta bỏ rồi, cho nên mình mới lâu có kết quả như vậy. Nhưng mà thật ra cái thông điệp đây nó rất là đơn giản, đó là đây là một cái thử thách thôi, một cái thử thách và một cái bước đệm nó tương đối quan trọng với các bạn trong cái công việc của các bạn. Nó quan trọng mang cái ý nghĩa là nó sẽ khiến cho các bạn tin thêm vào bản thân mình, và nó khiến cho những cái người mà theo dõi cái sự nghiệp của các bạn á, những cái người mà dõi theo sự nghiệp và con đường các bạn, họ có thêm cái niềm tin, họ có thêm cái sự đánh giá, sự công nhận dành cho các bạn. Và ở đây mình thấy á, các bạn cái kết cuối cùng của nó là viên mãn. Có nghĩa là dù điều các bạn mong chờ là gì, điều các bạn chờ đợi, mong muốn là gì á, thì cái kết của nó cũng rất là viên mãn, rất là tốt đẹp, cả làng đều vui, mọi người đều vui. Đặc biệt nếu đó là một dự án đầu tư, nếu đó là một cái gì liên quan đến tiền, thì lợi nhuận là mình thấy cao. Nó sẽ có thể là nó hơn một chút so với những gì mà các bạn dự đoán. Và ở đây á, có một cái lá, đó là không phải một cái lá đâu, có nhiều cái lá, đó là cái sự thay đổi nó đang đến, nó đang đến, nó đang đến nè. Các bạn có một lá là cái sự thay đổi nè, cái lá này là the answers you need are coming nè, kiểu rồi things are about to get really juicy, thì nó có nghĩa là tất cả những cái điều này nó đang tới, nhưng mà nó cần có một cái thời gian. Và việc của các bạn bây giờ là các bạn hãy làm theo những cái gì mà mình nên làm, công việc hàng ngày, rồi những cái dự án khác, chăm sóc cho bản thân, chăm sóc cho gia đình, người yêu, bạn bè, tiếp tục tin tưởng vào phép thuật, tiếp tục phép thuật nghe thì nó ấy, ý là tiếp tục tin tưởng vào phép màu, vào những cái điều kỳ diệu rằng bạn đang được bảo hộ, các bạn đang được bảo vệ, và các bạn sẽ có được một cái kết quả nó tốt đẹp. Mình thấy á, là thiên thần hoặc là vũ trụ á, đang cố gắng giao tiếp với các bạn thông qua, có thể là thông qua những cái dấu hiệu nè, ví dụ như các bạn có thể nhìn thấy những cái con số lặp lại, hoặc là các bạn có thể nhìn thấy một cái thông điệp mà nó xuất hiện tất cả mọi nơi. Ví dụ như cái thông điệp là bạn sẽ thành công đi, nhưng mà cái ngày hôm đó hoặc là trong cái tuần đó các bạn cứ nghe đi nghe lại cái câu đó hoài, hoặc là các bạn cứ thấy một cái hình ảnh mang tính biểu tượng, ví dụ như cái hình một cái nhóm người ăn mừng chiến thắng đi, và các bạn cứ thấy đi thấy lại cái hình đó, thì đó chính là cái cách mà vũ trụ hoặc là những cái thiên thần, những cái vị thần ở trong cái niềm tin, trong cái đức tin của các bạn cố gắng giao tiếp với các bạn, cố gắng nói cho các bạn đó là ok, tốt lắm, mọi thứ đang diễn ra tốt lắm, mọi thứ đang đi đúng quy trình rồi, cứ thế mà tiếp tục tiến lên. Thì đó chính là cái lời mà họ muốn nói, họ muốn nhắn nhủ. Cho nên ở đây á, mình thấy cái nói chung là cái tụ bài này nó rất là đơn giản, cũng cũng nhất quán nữa. Nếu các bạn rơi vào một cái tình huống như thế này ở trong bất kỳ giai đoạn nào của tháng 9, thì hãy nhớ rằng đây chỉ là một cái thử thách nhẹ thôi. Giống như cảm thấy như là vũ trụ đang muốn các bạn thử coi cái sự kiên nhẫn nè, cái việc mà các bạn cam kết theo đuổi cái mục tiêu, việc mà các bạn cứ không ngừng tin tưởng vào phép màu á, vào phép thuật, vào điều kỳ diệu nó đến mức độ như thế nào, thì nó là một cái việc hết sức bình thường. Hãy cứ giữ một tinh thần lạc quan, vui vẻ, và đón chờ những mọi thứ nó đang rất là trở nên rất là tốt đẹp, rất là ổn. Cho nên cứ yên tâm, các bạn có một lá 10 xu ở đây thì cái kết quả nó sẽ rất là tốt. Cho nên cứ 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 vững tin, và đừng có để những cái suy nghĩ tiêu cực hoặc là kiểu như là tại sao lâu thế này thế kia. Các bạn càng như vậy thì sẽ càng mang đến cái trải nghiệm chờ, và nó càng làm cho cái bài học của mình nó kéo dài ra. Cho nên chúng ta cứ thoải mái, hãy làm những việc chúng ta cần làm, và mọi thứ in the end, về cuối cùng á, tất cả nó sẽ rơi đúng cái vị trí của nó, đúng chỗ của nó, các bạn không cần phải phải lo lắng gì hết. Và ở đây có một cái yếu tố mà mình nói chung là nó không có xuất hiện, nhưng mà mình có cái cảm giác đó là các bạn có một cái lá là trăng tròn ở song tử, và các bạn có một lá là spirit communication. Thì mặc dù hai cái lá này nghe nó rất là có nhiều cái yếu tố không liên quan, nhưng mà có một cái điểm thì mình nghĩ là ngoài trừ cái việc mà thiên thần hoặc vũ trụ có thể giao tiếp với các bạn thông thông qua những cái dấu hiệu như mình nói á, thì cái việc nói chuyện giao tiếp của các bạn trong cái tháng 9 này các bạn cũng nên chú ý một chút. Các bạn hãy để ý cẩn thận lời ăn tiếng nói, cẩn thận lỡ miệng, ý là bị vạ miệng đó, bị nói hớ, hoặc là mình đưa ra những cái lời nói nó không có được chính xác, nó trong một cái lúc mà mình tinh thần mình không có được ổn định hay như thế nào thế kia. Nhìn chung là cái việc giao tiếp các bạn nên có một chút cái sự chú ý vào cái khía cạnh đó, thì mình nghĩ là mọi chuyện nó
nó sẽ ok thôi. Nói chung là tụ này ổn, ok, cũng không có quá nhiều điều mà để phải lo lắng đâu. Đó là những gì mà mình nhìn thấy dành cho các bạn ở tụ bài thứ hai. Mình hy vọng là mang đến được những cái thông tin có ích dành cho các bạn. Mình chúc các bạn may mắn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tụ bài và hẹn gặp lại các bạn trong những trải bài sau. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với các bạn ở tụ bài thứ ba. Chào các bạn ở tụ bài thứ ba, các bạn đã lựa chọn viên đá này. Viên đá rau câu. Chắc này là thạch khoai môn hả? Rau câu khoai môn có cái món đó không? Ok, mình sẽ để đây. Rồi, chúng ta hãy cùng xem lời khuyên tháng 9 của các bạn là gì nha. Ok, đầu tiên thì mình sẽ đọc cho các bạn cái lá bài thông điệp chung dành cho tháng 9 của các bạn. Thì cái lá bài này nó nằm trong bộ lá duyên, một cái bộ bài mà mình đã mua cũng khá lâu rồi, và nó tập hợp những cái lời nói giống như là châm ngôn các kiểu. Ok, cái câu của các bạn có lần này đó là vẫn bất biến giữa dòng đời vạn biến, vẫn bình an trong thế giới bất an. À, cái câu này rất là hợp với cái tình huống hiện nay nha. Ok, như là thấy hay ho rồi đấy. Chúng ta sẽ xem tiếp những lá khác như thế nào. Mình biết là cái tụ nào thì mình cũng nói cái câu này, nhưng mà mình thích cái bộ bài này quá, mình thích cái bộ bài mới này quá, trời ơi đẹp quá. Cái tụ bài này á thì nó là như thế này. Cái tụ bài này nó sẽ diễn ra là trước trong hoặc là đã đang hoặc là sẽ đó, diễn ra trong cái tháng 9 này của các bạn. Thì cái tình huống này nó sẽ như thế này, mình sẽ mô tả cái tình huống nè để coi cái nó phù hợp với các bạn hay không. Thì các bạn có thể nằm trong một cái tình huống mà mình cảm giác giống như là các bạn đang có những cái sự lo lắng, những cái sự lo âu. Các bạn có thể lo âu về rất là nhiều thứ. Ví dụ như các bạn lo âu về việc là liệu mình có đủ đủ ăn đủ mặc không, những cái tiêu chí mà cơ bản á, ăn mặc ở của mình á, có ok hay không, công việc của mình có ổn hay không, mình có bị cắt giảm nhân sự hay không, liệu mình có bị lây bệnh không ta, hay là liệu công việc nó sẽ tiếp tục ổn chứ, như thế này như thế kia. Nhìn chung ha, ở đây mình thấy á, là thứ nhất á, các bạn đang bị ảnh hưởng bởi cái bầu không khí chung của thế giới, có nghĩa là nhìn chung á, thế giới đang mang một cái năng lượng mà nó kiểu như là nó có quá nhiều cái sự lo lắng, nó có quá nhiều cái sự stress, nó có quá nhiều những cái nỗi sợ nó đang trỗi dậy ở trong cái thế giới của chúng ta, bởi vì cái tình hình dịch bệnh đó thì mình cũng đã thấy rồi. Và các bạn bị những cái điều này ảnh hưởng rất là nhiều, mà nó ảnh hưởng đi vào bên trong cái cuộc sống các bạn. Có thể là các bạn thường xuyên cảm thấy lo lắng nè, thường xuyên cảm thấy sợ hãi, thường xuyên có những cái nỗi mà nó không tên. Các bạn chỉ muốn co cụm lại ở trong cái thế giới của mình thôi, ở trong nhà của mình thôi, ở trong cái vùng an toàn của mình thôi. Thậm chí các bạn còn muốn là bây giờ mình bỏ đi đâu đó, mình bây giờ mệt mỏi căng thẳng quá, ngày nào đi làm ra đường cũng là phải coi là mình có bị trừ lương hay không, mình có bị sếp cắt việc hay không, mình có bị phải thuộc cái dạng nhưng mà cắt giảm biên chế hay không, rồi mình có đủ tiền như thế này thế kia không, như thế thì nó khiến cho các bạn mệt mỏi quá. Các bạn vô khi các bạn còn muốn bỏ đi đâu đó, các bạn muốn trốn đi đâu đó, mình tìm cái nơi nào mình quay lưng lại với những cái điều này đi. Thì ở đây á, mình thấy có một cái yếu tố là có thể là các bạn thường ở trong cái tình huống mà các bạn cứ phải lúc nào cũng phải căng thẳng lựa chọn, rồi căng thẳng suy nghĩ là mình có nên như thế này nên như thế kia hay không. Thì ở đây có một cái lời khẳng định cho các bạn á, là các bạn có đầy đủ cái điều kiện vật chất, các bạn cứ yên tâm, các bạn có đủ cái điều kiện vật chất, tuy có thể bây giờ nó không phải là các bạn có một số là 2 tỷ 3 tỷ trong ngân hàng, nhưng mà nó các bạn có cái tiềm năng để các bạn có thể có được một cuộc sống ổn định hạnh phúc, các bạn có thể yên tâm về khía cạnh đó. Và mình thấy ở đây các bạn đang đối xử với bản thân mình nó không có được dịu dàng lắm. Các bạn có thể bởi vì sợ hãi như thế này đó, như thế này thế kia, các bạn khiến cho bản thân bị stress, mất ngủ, quên ăn, quên ngủ, các kiểu như thế, thì các bạn đang đối xử bản thân mình đang không có được tốt. Ở đây nó nói rằng á, nó cũng có thể nói rằng cái nghĩ nghĩ bóng hơn một chút á, là các bạn đang có một cái cơ hội để các bạn bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Ví dụ như các bạn được sếp
cử đi công tác hay là cử đi làm một cái bộ phận, ví dụ như để quản lý một cái chi nhánh ở một cái vị trí khác, thì cái vị trí này á, nó cao hơn, nó có nhiều cơ hội thăng tiến hơn. Sau này các bạn cũng có thể quay về cái công ty mẹ để các bạn có thêm nhiều cái bước tiến, nhưng mà các bạn lại 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 sợ, bởi vì nó nằm ngoài cái vùng an toàn của các bạn, nó nằm ngoài những cái gì mà các bạn đã từng trải nghiệm. Cho nên nó có thể ở đây á, mình thấy nhìn chung là các bạn đang tự bó mình vào trong một cái khuôn. Cái khuôn đó nó có thể là tất cả, ví dụ như đó có thể là một cái lồng son rất là đẹp, bên trong có đầy đủ đồ vật, bên trong có nước, có thức ăn, có tất cả mọi thứ, nhưng mà nó dù như thế nào nó cũng chỉ là một cái lồng, và một chú chim muốn phát triển thì phải bay ra khỏi cái lồng đó, phải sinh tồn, phải mới có khả năng là ngắm nhìn được cái thế gian rộng lớn, mới biết được những cái điều khác ở trên cái cuộc sống này. Và các bạn đang nằm trong cái tình huống đó. Và ở đây á, nó có một cái là các bạn có thể, các bạn thường xuyên có những cái suy nghĩ rất là tiêu cực về cái tương lai. Ví dụ như là các bạn vừa mới làm cái chuyện này, nhưng mà các bạn đã nghĩ đến cái chuyện tiếp theo, nếu mà nó đổ bể thì sẽ như thế nào. Các bạn thường có những cái ý tưởng, những cái suy nghĩ nó rất là, nói chung là các bạn nhìn cái cuộc sống này nó hơi xám, nó hơi đen, nó hơi tiêu cực, nó hơi buồn. Cho nên ở đây á, những cái lá bài này nó khuyến khích các bạn á, là các bạn hãy thả lỏng, hít vào thở ra, thả lỏng, đừng có để đầu óc mình chạy nữa, hãy tạm dừng cái đầu óc mình lại đi, đừng chạy nữa, đừng có để những cái suy nghĩ, những cái lo âu nó rượt, nó dí mình nữa. Không, mình lớn hơn vậy, mình cao hơn vậy, mình là nhiều hơn cái trí óc của mình. Cho nên ở đây á, hít vào thở ra, biết rằng á, chúng ta có đầy đủ hết tất cả những cái điều kiện cần thiết để chúng ta sống trong cái vũ trụ này. Cái vũ trụ này là một cái vũ trụ vô tận, và chúng ta sẽ luôn luôn có nhiều hơn cả cái mức mà chúng ta tưởng tượng được. Có nghĩa là cái điều kiện mà các bạn tưởng tượng được đó, nó là không là gì hết so với vũ trụ này. Và thậm chí cái giấc mơ hoang đường nhất của các bạn á, nó vẫn là một cái điều rất là nhỏ bé ở trong vũ trụ. Cho nên chúng ta có thể mơ, chúng ta có thể có tất cả mọi thứ, chỉ khi chúng ta chịu thay đổi cái suy nghĩ, cái góc nhìn mà chúng ta từ bỏ đi cái những cái ý niệm về cái sự thiếu, sẽ không có cái điều gì thiếu hết. Và các bạn á, các bạn cần có một cái sự buông lỏng ra bớt, để cho cuộc sống này á, nó hiện cho các bạn những cái điều rất là ngạc nhiên. Giống như có một cái hình, thì có cái hình đó mình nhớ là cái cô gái kỳ vọng là có một cái trái táo. Thì khi mà trái táo nó xuất hiện á, thì cái cô này cũng không có cảm thấy gì vui vẻ hết. Nhưng mà khi mà một cái người đó không kỳ vọng gì hết, bước vào và thấy một trái táo, thì người đó rất là vui vẻ. Cái câu chuyện này thì nói chung là nó cũng không, ý nói chung á, nói chung đó là ý của mình muốn nói á, là các bạn cứ hãy để cho mọi thứ nó diễn ra thoải mái, tự nhiên. Chúng ta đừng có ép buộc là việc này nó phải như thế này mới được, phải như thế kia mới được. Đừng, khi mà các bạn buông ra và các bạn để cho cuộc sống nó tự vận hành á, để cho cuộc sống nó tự trôi đi á, thì lúc đó các bạn sẽ thấy được rằng á, sẽ có rất là nhiều cái điều bất ngờ nó xuất hiện. Và mình tin á, như cái con chim này nè, nó đang nằm ở trong cái trạng thái là nó co lại, nó ôm lại bên trong nó là cô gái và những cái đồng tiền, giống như là cái chiến lợi phẩm của nó vậy đó. Nhưng mà chỉ khi mà nó giang cánh nó bay ra thì nó sẽ phát hiện là mình có thể có được nhiều hơn nữa những cái đồng tiền này. Và các bạn hãy cứ chuẩn bị đi, các bạn sẽ có rất là nhiều cái sự bất ngờ, nhiều cái sự hạnh phúc vui vẻ khi mà các bạn thả lỏng bớt cái sự kiểm soát, buông bớt cái sự kiểm soát. Và có một cái ý nữa đây, dành cho một số bạn mà có thể là hơi 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 một số số nhỏ thôi, thì có một cái trường hợp nữa là các bạn nào mà các bạn đang có một cái nền tảng rồi á, và các bạn cảm thấy rằng á, ở cái nơi này nó không còn có thể tiếp tục giúp các bạn phát triển cao hơn được nữa, nhưng mà các bạn không có chắc rằng cái liệu đó liệu đúng hay không á, thì mình xin nói là cái điều đó là đúng rồi. Cái nơi các bạn ở, cái việc các bạn đang làm á, nó đã giúp các bạn phát triển đến cái mức cao nhất rồi. Và khi mà cái suy nghĩ này nó xuất hiện trong đầu của các bạn, có nghĩa là đã đến lúc các bạn có thể tìm kiếm một cái điều gì đó khác, hoặc là các bạn nên tìm một cái hướng nào khác để tiếp tục phát triển. Chứ còn cái nơi đó đúng là nó không còn thể giúp gì cho các bạn được nữa, nó không còn cái gì để dạy cho các bạn nữa, để các bạn học ở cái nơi đó nữa, thì mình sẽ confirm cái điều đó. Và nói chung với những cái bạn cái tụ bài này á, thì khi mà các bạn làm những cái trong cái tháng 9 này, nếu các bạn làm những cái công việc nào đó liên quan đến giấy tờ pháp lý, thì các bạn hãy có cẩn thận, cẩn trọng một chút, đọc kỹ hết những cái điều đó một chút.
Ok, đó là những gì mình nhìn thấy dành cho các bạn ở tụ bài thứ ba. Mình hy vọng là mang được những cái thông tin có ích dành cho các bạn. Mình chúc các bạn may mắn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi trải bài và hẹn gặp lại các bạn trong những trải bài sau. Và cuối cùng chúng ta sẽ đến với các bạn ở tụ bài thứ tư. Chào các bạn đã chọn tụ bài thứ tư, các bạn đã chọn cái viên đá này. Mình quên tên của đá này rồi, mắc hổ hả ta? Nói chung là mình quên tên rồi, mình cũng không biết nhiều tên đá đâu. Mình sẽ để nó ở đây. Chúng ta hãy cùng xem câu chuyện tháng 9 của các bạn là gì nha. Trước khi chúng ta xem câu chuyện tháng 9 thì mình sẽ lời khuyên tháng 9 cho các bạn thì mình sẽ đọc một cái câu rút từ một cái bộ lá duyên, một cái bộ mà thường có những cái thông điệp trích từ những cái danh ngôn, châm ngôn, ca dao cho chúng ta. Câu các bạn có tháng này đó là được cái này thì mất cái kia. Ok, để xem như thế nào. Chúng ta cứ biết gì trước đã. Thật ra cái ý nghĩa mà được cái này mất cái kia này đây á, mình thấy các bạn cũng đừng có sợ lắm, bởi vì khi mà mình trải bài thì mình cũng thấy nó không có vấn đề, nó không có quá nghiêm trọng đâu, nó không có quá nghiêm trọng. Nó như thế này, cái vấn đề này có thể là đã đang hoặc sẽ diễn ra với các bạn ha, nó nằm bao quát chung trong tháng 9 thôi. Và đây á, cái câu chuyện thế này. Được cái này mất cái kia đây, thật ra mình thấy á, các bạn đang có cái một một hai cái sự phát triển này nó tương đối đối nghịch nhau. Khi mà hai lá mà sáu gậy và bảy xu nó xuất hiện cùng một lúc ở đây á, thì mình cảm thấy nó có một cái sự, đối với cá nhân mình trong cái trải bài này thì mình cảm thấy nó hơi hơi chướng, có nghĩa là các bạn có thể phát triển rất là vũ bão, rất là mạnh. Ví dụ như các bạn thường xuyên, mình ví dụ thôi ha, ví dụ như các bạn có công việc, các bạn thăng tiến, trời ơi, bước đi rất là vững chắc, các bạn thường có những cái hợp đồng lớn, sếp khen, sếp thích, cực kỳ thích cái phần thể hiện của các bạn như thế này như thế kia, A, B, C, X, Y, Z. Nhưng mà chuyện tình cảm nó lại cứ đau đầu, nó lại cứ bước chậm 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 chậm. Hoặc là có thể là các bạn có một cái, trong một cái lĩnh vực này các bạn làm rất là tốt, mà cái lĩnh vực khác trong cuộc sống đó, bỗng nhiên các bạn thấy nó hơi bị chững lại, nó không có được 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 thuận lợi, nó không có được tiến nhanh bằng cái vấn đề kia. Hoặc là ở đây á, nó cũng có một yếu tố đó là các bạn cảm thấy á, cái việc mình giống như là sao hơn, các bạn theo đuổi một cái việc nào đó mà nó đem lại những cái sự hào hứng nè, cái con người thật sự của các bạn. Nó khiến cho các bạn cảm thấy rất là đam mê, rất là nhiệt tình, nhưng mà cái công việc đó về cái vấn đề lương thưởng, cái tiền bạc nó lại hơi ít, nó lại không có được nhiều như người ta, nó không có hào nhoáng. Ví dụ như bây giờ hồi nào giờ hay xôn xao câu chuyện về những người trẻ mà họ họ bỏ thành phố để về quê á, bỏ phố lên rừng đó, thì có thể họ họ không có được nhiều tiền, họ không thế này thế kia, nhưng mà họ cảm thấy là vui vẻ, họ cảm thấy hạnh phúc. Hoặc là có thể các bạn có một cái sở thích, các bạn thích thích viết truyện chẳng hạn, các bạn viết được rất là nhiều truyện, nhưng mà cái lợi nhuận có thể đôi khi nó không có, hoặc là nó ít, hoặc là nó chậm. Thì mình nghĩ đó là nó, cái khía cạnh nó là như vậy. Nhưng mà ở đây thật ra nó nói rằng á, các bạn đang chỉ, không phải là nó chậm đâu, mà các bạn đang vun trồng, các bạn đang ướm cho cái khu vườn đó. Và khi thật ra nó chỉ là đang chưa có đến cái vụ mà thu hoạch thôi. Và có thể trong cái lĩnh vực đó, mặc dù các bạn nhận được khá là nhiều cái kết quả tốt đẹp, nhưng mà các bạn vẫn còn non trẻ. Cho nên thành ra các bạn đang từng bước phát triển thôi. Cứ yên tâm là nếu mà các bạn rơi trong cái tình huống mà mình, những cái tình huống mình vừa nói á, thì cái câu chuyện nó sẽ từ từ nó được giải quyết thôi. Không có vấn đề gì hết. Nếu như cái công việc các bạn đang làm mà nó khiến cho các bạn, cái công việc các bạn yêu thích, đam mê á, nó khiến cho các bạn ít có cái vấn đề tiền bạc, thì cái chuyện này nó sẽ được cải thiện ở ở trong tương lai, nó sẽ được cải thiện rất là nhiều. Quan trọng là các bạn cảm thấy vui vẻ, các bạn cảm thấy hạnh phúc, các bạn cảm thấy mình sống có ý nghĩa. Giống như cái câu hát là để mỗi ngày đi làm không phải là một chuỗi ngày được chấm công đó. Các chúng ta có cái đam mê, chúng ta có niềm vui, chúng ta muốn đi làm mỗi ngày, mở mắt dậy cảm thấy hạnh phúc.
Và mình thấy ở đây á, là các bạn đang có một cái cuộc hành trình, và cái cuộc hành trình này á, nó đưa các bạn đến được cái con người thật của các bạn thông qua cái việc các bạn theo đuổi cái ước mơ. Các bạn thể hiện cho thế giới thấy con người thật của tôi là gì, tôi như thế nào. Và những cái điều này nó sẽ mang lại cho các bạn rất là nhiều cái nguồn cảm hứng. Tuy nhiên á, cuộc sống á, nó là một chuỗi, nó là một cái vòng vòng tròn giống như cái lá Wheel of Fortune á, cái bánh xe số phận á, có nghĩa là nó lên rồi nó xuống, nó lên rồi nó xuống, chúng ta sẽ luôn luôn lên xuống như thế. Chúng ta tốt đây rồi chúng ta xấu đây rồi chúng ta tốt. Nó là sự phát triển, là những cái chuỗi xoắn ốc. Có thể đôi lúc các bạn cảm thấy là tại sao cái vấn đề này là một lần nữa nó lại xuất hiện, hoặc là thỉnh thoảng khi mà các bạn theo đuổi đam mê, các bạn cảm thấy là thực tại nó dập các bạn chẳng hạn. Ví dụ như các bạn trên mạng hay nói đùa là cuộc sống vả vào mặt đó, khiến cho các bạn nghi ngờ và các bạn tự hỏi, thì đó là những cái việc khá là bình thường. Đó là những cái bài kiểm tra, những cái bài test để coi các bạn có cam kết, các bạn có thật sự muốn thể hiện bản thân mình là ai hay không. Đôi lúc trong cái tháng này các bạn sẽ có những cái lúc mà các bạn cảm thấy hơi bị gọi là cảm xúc nó dâng hơi cao á, thì những cái lúc đó các bạn hãy bình tĩnh thở thở sâu, hít thở sâu để chúng ta có thể kiềm chế cái cảm xúc lại, để chúng ta không có những cái hành động nào đó mà nó khiến cho chúng ta phải hối hận. Đừng có đưa ra cái quyết định gì, hoặc là đừng có nói những cái lời nói gì lúc mà mình đang giận dữ, mình đang tức giận, hoặc là cái cảm xúc của mình nó đang bị lên cao quá. Chúng ta cần phải vỗ về cái cảm xúc của chúng ta trước, thở hít thở thật sâu, nhận diện và đón nhận, chấp nhận nó. Mình thấy ở đây á là các bạn á, cái con đường này thì các bạn đi là cũng đúng rồi đó, nhưng mà có một cái á, là các bạn đang hơi bị kiểm soát, các bạn đang hơi, có nghĩa là cuộc sống của chúng ta, bản thân nó là những cái trải nghiệm, là những cái cuộc hành trình chứ không phải là đích đến. Chúng ta sẽ luôn nhận được những cái kết quả tốt đẹp dọc theo cái cuộc hành trình, rồi không cần phải đến đích mới hạnh phúc. Cái mục tiêu á, là chúng ta luôn luôn hạnh phúc trong bất kỳ cái tình huống nào trong suốt cái cuộc hành trình đó. Cho nên thành ra đây là chúng ta đi tìm hạnh phúc, là không phải kiểu là đến đích thì mới hạnh phúc. Khi mà chúng ta nghĩ là nếu mà chúng ta đến đích thì chúng ta mới hạnh phúc đó, thì đó là chúng ta cũng đang gửi gắm hạnh phúc vào một cái tương lai nào đó. Chúng ta gửi gắm hạnh phúc vào một cái thời điểm nào đó trong tương lai, thì như vậy chúng ta sẽ đánh mất cái hạnh phúc hiện tại, trong khi cái hạnh phúc hiện tại là cái duy nhất thật sự tồn tại. Cho nên á, chúng ta không phải hạnh phúc vì mình sẽ hạnh phúc khi mà cuốn sách mình bán được 1 triệu bản, mình sẽ hạnh phúc khi mình trở thành giám đốc, mình sẽ hạnh phúc khi mà mình như thế này, mình có nhà, mình có xe. Không, các bạn như vậy nghĩa là các bạn đang gửi gắm hạnh phúc vào tương lai, các bạn gửi gắm hạnh phúc của bản thân các bạn vào một cái điều gì đó bên ngoài, trong khi các bạn đánh mất cái hạnh phúc ở bên trong chính các bạn. Đó là hạnh phúc ngay trong thời điểm hiện tại. Chỉ có thời điểm hiện tại là có thật và có khả năng mang hạnh phúc đến với các bạn. Thì đó mới là cái con đường mà chúng ta nên đi để chúng ta có thể có nhiều cái trải nghiệm nó tốt đẹp, nhiều cái trải nghiệm nó hạnh phúc ở trong cái hành trình của chúng ta. Và ở trong cái trải bài này mình thấy á, nếu như các bạn đang ở trong cái tình huống mà các bạn cảm thấy cô đơn, các bạn không có ai giúp đỡ, các bạn không có một đối tượng nào cụ thể để vươn đôi tay giúp các bạn á, thì cái tình huống nó đang được cải thiện và nó sắp kết thúc rồi. Các bạn sẽ có người giúp đỡ, các bạn sẽ có người hỗ trợ thêm cho các bạn, và các bạn cứ yên tâm đi, cái người này họ sẽ đến, họ sẽ gặp các bạn trên cái hành trình mà các bạn đang đi theo cái đam mê của mình. Và bởi vì khi các bạn đi theo đam mê, các bạn thu hút những cái người hiểu biết, những cái nguồn lực giúp đỡ các bạn tiếp tục tiến lên theo cái con đường này. Cho nên cứ yên tâm, cứ thả lỏng, hãy làm những cái việc các bạn cảm thấy vui, các bạn hạnh phúc và tận hưởng, hưởng thụ cái việc đó. Chúng ta không cần là ai hết, chúng ta không cần đi đâu hết, chúng ta không cần cái gì hết để chúng ta hạnh phúc. Chúng ta chỉ cần ở đây, tồn tại ở đây, hít thở, là đó đã là một cái sự màu nhiệm của cuộc sống rồi. Là chúng ta có đầy đủ giác quan nè, chúng ta có mắt nhìn, chúng ta có miệng để nếm, nếm nếm, chúng ta có tai để nghe, là đã rất là hạnh phúc hơn rất là nhiều người. Giống như cái câu chuyện của một câu chuyện này là câu chuyện của thầy Thích Nhất Hạnh. Tại mình thường hay xem video của thầy cho nên mình thường hay trích thầy. Thì cái câu chuyện đó thầy thầy nói là có một sáng thầy tỉnh dậy, và khi mà thầy đánh răng, thì lúc đó thầy đánh răng trong cái sự nhận thức là mình đang đánh răng, và lúc đó thầy cảm thấy rất là hạnh phúc. Tại sao thầy lại cảm thấy hạnh phúc? Bởi vì thầy thấy rằng á là thầy đã 80 tuổi rồi mà vẫn còn răng để mà đánh, vẫn còn khỏe mạnh để mà đánh răng, vẫn còn tỉnh táo để mà đánh răng. Đó là nhận diện những cái điều kiện hạnh phúc đang tồn tại ngay trong chính giây phút hiện tại. Và đó chính là cái con đường, cái chìa khóa để chúng ta có thể có được một cái sự bình an, một cái sự hạnh phúc nó dài lâu. Và nó là gọi là thật sự,
một cái sự hạnh phúc thật sự nó không có phụ thuộc vào người khác, mà nó là từ chính trong cái góc nhìn, trong cái nội tâm của chúng ta. Và đó là những gì mà mình nhìn thấy dành cho các bạn ở tuần bài thứ tư. Mình hy vọng là mang được những cái thông tin có ích dành cho các bạn. Mình chúc các bạn may mắn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi trải bài và hẹn gặp lại các bạn trong những trải bài sau. Tạm biệt.